Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải phần mềm OBS dành cho MacBook. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào link này để chúng ta tải. Nó sẽ xuất hiện ra ba biểu tượng. Nếu mà bạn nào sử dụng Windows thì mình sẽ chọn vào biểu tượng cửa sổ, còn MacBook thì sẽ chọn vào trái táo. Sau đó mình sẽ bấm download. Sau khi tải xong thì chúng ta sẽ bấm mở để bắt đầu phần cài đặt. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng và bấm mở. Và xong, chúng ta đã cài đặt xong OBS. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn một vài cái thiết lập cơ bản. Chúng ta sẽ vào mục thiết lập. Ở mục cài đặt chung này chúng ta có phần cài đặt ngôn ngữ. Thì mọi người có thể lựa chọn ngôn ngữ phù hợp với mình. Thì ở đây mình sẽ chọn tiếng Việt. Còn phần luồng thì tùy vào mục đích các bạn muốn livestream ở đâu thì mình sẽ chọn vào mục phù hợp của nó. Ở đây thì chúng ta có YouTube, có Facebook và có rất là nhiều. Chúng ta bấm hiển tất cả, nó sẽ hiện rất là nhiều kênh. Ở phần đầu ra thì chúng ta sẽ chọn dễ sử dụng cho các bạn mới tập sử dụng cái phần mềm này. Còn âm thanh và video thì chúng ta sẽ chọn theo sở thích của mình. Như mình ở đây á, mình sẽ chọn là 1920x1080. Sau đó mình bấm đồng ý. Vậy là chúng ta đã thiết lập xong OBS. Nếu các bạn thích video này thì hãy bấm like và subscribe cho kênh mình nhé. Chúc mọi người thành công.